tiên kinh doanh bất động sản 8 giờ tối hàng ngày của công ty Blue Ocean Realty. Vâng thưa quý vị, bồi thường bằng đất khi thu hồi đất ở, điều kiện và phân loại các trường hợp. Khi thu hồi đất của công dân, nhà nước sẽ xây dựng phương án bồi thường. Bồi thường bằng đất là một phương án trong số đó. Phương pháp bồi thường bằng đất được quy định tại Điều 79 Luật Đất đai 2013 như sau. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này, khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau. A. Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét bồi thường bằng đất ở. Đối với hộ gia đình cá nhân, khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở. Nếu không có chỗ ở nào khác thì được nhà nước bán, cho thuê, cho mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở. Khi nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường về đất. Mặc dù pháp luật có quy định ưu tiên bồi thường bằng đất ở khi nhà nước thu hồi đất, nhưng không phải khi nào người dân thu hồi đất ở cũng được bồi thường bằng đất ở. Nói cách khác, chỉ được bồi thường bằng đất ở nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Thứ nhất, thu hồi hết đất để ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở. Thứ hai, hộ gia đình cá nhân không còn đất để ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi có đất thu hồi. Thứ ba, địa phương có quỹ đất sử dụng để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Lưu ý, ngay cả khi đủ 3 điều kiện trên thì công dân vẫn không được bồi thường bằng đất ở, mà có thể được bồi thường bằng đất ở tái định cư. Phương án này sử dụng chủ yếu tại khu vực đô thị. Khi tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng họp lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì hộ gia đình, cá nhân có quyền nêu ý kiến, mong muốn của mình về việc bồi thường bằng đất ở. Vâng thưa quý vị, tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin kinh doanh bất động sản ngày hôm nay. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe kênh YouTube của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình bản tin tiếp theo.